Xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn ảnh quý vị và các bạn đây là thùng bia gồm có 24 lon bia. Thì ở video trước tôi đã hướng dẫn chúng ta làm thế nào để chúng ta xếp 25 rồi 26 lon bia vào trong một cái thùng bia như thế này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta có thể là xếp 27 lon bia vào gọn trong một cái thùng bia mà cái thùng bia này không có bị phồng, cũng như là các cái lon bia nằm gọn và khít với nhau trong cái thùng bia như thế này. Thì như video trước á, đối với 25 lon bia thì nó đơn giản hơn. Tuy nhiên ở mốc 26, 27 và 28 lon bia thì chúng ta phải có một cái mẹo khác. Thì đối với 26 lon bia thì chúng ta sẽ ngã hai hàng để chúng ta tạo thêm những khoảng trống, chúng ta bỏ thêm hai cái lon bia nữa. Nhưng đối với 27 lon bia thì chúng ta không phải là ngã hai hàng mà chúng ta ngã luôn cả ba hàng. Đấy, chúng ta thấy. Rồi lần lượt như thế, chúng ta sẽ ngã những cái hàng khác. Rồi chúng ta đã ngã được hai hàng nha. Rồi cái hàng kế tiếp thì chúng ta cũng có lon bia nằm xuống bình thường. Rồi sau khi chúng ta đã ngã xuống như thế này thì nó tạo ra thêm ba cái khoảng trống, chúng ta bỏ thêm ba lon bia nữa. Đây rất là dễ. Đấy, chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta đếm nha. Chúng ta có 3 6 9 lon nằm trên, 9 lon nằm dưới nữa là được 18 lon. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27 lon. Đấy chúng ta thấy. 27 lon bia nằm gọn trong một cái thùng bia, hoàn toàn là không có sọc sệt gì cả. Thì đây là cái cách để chúng ta xếp 27 lon bia vào trong một thùng bia. Rồi video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn ta làm thế nào để chúng ta xếp 28 lon bia vào một cái thùng bia. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.